với mong muốn mang lại sự lịch lãm mà không kém phần ấn tượng cho các chàng trai mỗi ngày. Áo sơ mi El Nido Fashion được thiết kế tà lượng trẻ trung và thời trang, không có túi ngực, cổ áo đứng dáng chỉnh chu. Áo được cắt may theo dáng regular fit, có độ suông nhẹ vừa đủ, đồng thời cũng đảm bảo ôm vừa vặn với cơ thể, tôn lên dáng người mặc và vẫn giữ được sự thoải mái. Áo còn được làm từ chất liệu vải Samrace với 20% cô tông và 80% polyestylene, có độ bền cao giữ form dáng của áo, chống nhăn, chống mồ hôi, tạo sự thoải mái thoáng mát suốt ngày dài, không bị xù khi sử dụng lâu ngày. Áo có thể phối với quần Âu và giày Tây, đồng thời áo có thể phối với quần jean hay quần kaki, giày sneaker để thay đổi phong cách. Áo có đủ các size và 5 màu đen, trắng, xanh đạm, xanh nhạt, đỏ, ghi, phù hợp với mọi người và mọi phong cách thời trang.